Rồi, xin phép cho lưu cả nhà mình tiếp tục cây hạ châu nha. Cây này siêu mini dáng trực nha, bay lát tự nhiên nha anh em ha. Đó, bay lát tự nhiên nè. Rễ trải. Bộ rễ trải như thế này. Đó, hạ châu siêu mini bộ rễ trải như thế này. Rễ rất là khỏe luôn rồi, sống rất ok nha. Tược mầm này nó đi nè. Đó, hạ châu lá nhỏ nha cả nhà ha. Chi cành đã đủ hết rồi nha. Chúng ta chỉ nuôi cành xương thôi. Chi cành đã đủ rồi, tán nó tròn luôn rồi. Những có một số tược nó vượt lên còn chưa cắt á, còn vượt thì nó còn cắt thì nó sẽ tròn tán lại rất là đẹp nha. Đó, anh em mà chốt thì chốt cái này luôn, còn để lên kệ, còn quay xa cho anh em mình xem nhé. Ép một cái thằng siêu mini này không đơn giản đâu cả nha, mà để nó sống khỏe như thế này rất ok nè. Đó. Đây, những cái chi như thế này nó đang vượt thì toàn lót lại chỗ đây anh em mình thấy, ta lót lại như thế này nó sẽ tròn tán này. Đó, này toàn lót ngọn này, dập lại này, tầm ngọn này đưa ra này, đó, nó sẽ tròn tán hết lại, và chúng ta sẽ có một cây siêu mini rất là đẹp luôn. Đó, nào chốt anh em, nào chốt cái này thì inbox toàn nha, toàn xây một vòng cho anh em mình xem. Đó, cái chỗ này co lát tự nhiên nha anh em ha. Rồi thân chỗ này thì như ngón tay út thôi. Đó, có sao toàn quay dạ cho anh em mình xem đó. Rồi anh em nào chốt cái này thì inbox toàn nha. Cái này toàn xin phép cho lưu cả nhà mình là 350.000 nha. 350.000 toàn bao xíu xíu có toàn quốc cho anh em mình luôn. 350.000. Đây trên mạng người ta bán nếu mà cành xương người ta ra ok hết là ép chậu ra trái người ta bán 750-800.000 nha cả nhà. Chứ không rẻ đâu, toàn bán 350.000 là quá ok rồi. Anh em mình nhìn cành xương nữa này. Đó, này cành xương nè. Rất là duyên nha. Rồi ok, anh em được chốt thì inbox toàn nha. Toàn có để số điện thoại và cái số Zalo nằm dưới mô tả trên tiêu đề. Anh em mình vào xem rồi inbox toàn.